Rồi, xin chào các bác. Thì trên tay em đây ấy, đang là cái vật dụng rất là quen thuộc. Nếu như bác nào mà đi nhà nghỉ nhiều ấy, thì các bác có thể nhìn thấy cái này ở trong nhà nghỉ nào cũng có luôn ấy. Thì cái này là cái bàn chải mà dùng một lần. Có cái phần lông bàn chải nó khá là cứng. Thì hôm nay em sẽ không dùng nó để mà chải răng, mà sẽ dùng nó để mà vệ sinh những cái chỗ tiếp xúc giữa cái dây sạc này và cái lỗ cắm của điện thoại ấy. Thì tại vì có rất nhiều bác mà than thở là máy bị mất sạc nhanh rồi máy bị sạc vào rất là lâu hoặc có thể là không sạc được ấy. Thì nhiều khi các bác chưa thử vệ sinh nó mà các bác đã kết luận nó là bị hỏng hỏng chân sạc hoặc hỏng cái này hỏng cái kia. Thì nhiều khi các bác cứ thử vệ sinh nó đi. Em tin chắc là rất nhiều bác sau khi vệ sinh ấy, nó sẽ hoạt động lại bình thường thôi. Đó. Thì đem có một cái cuộn dây ăn này, đó, những vật dụng rất là bình thường hàng ngày thôi, tăm xỉa răng này, đó, và đặc biệt là có thêm cái nọ RB7 này này, thì cái chai này các bác có thể mua ở cái tiệm kim khí nào cũng có luôn, hoặc các bác không có RB7 này thì các bác có thể dùng cái cồn 90 độ cũng được, cái đấy cũng được, hoặc các bác có thể dùng xăng thơm cũng được luôn nhé. Nhưng mà thường thường em dùng cái chất RB7 này, nó có chất là tẩy rửa những cái kim loại mà bị reset ấy, thì nó hiệu quả hơn rất là nhiều. Và em dùng nó bao năm nay rồi, em thấy nó vừa rẻ tiền mà vừa rất là hiệu quả lớn. Đó. Thì trước tiên là vì dây sạc ấy, thì nó sẽ có những cái loại mà tốt, những loại mà xấu. Ví dụ như dây sạc mà các bác mua mắc tiền một chút ấy, nó có chất liệu hoàn thiện rất là tốt và nó có cả sạc nhanh ấy, thì nó dùng được lâu dài. Còn những cái dây sạc kiểu như này này, kiểu kiểu đa năng như này này đó, thì thường thường nó sẽ không có sạc nhanh đâu, và sau mà dùng một thời gian ấy, nó sẽ bị có thể bị đứt ngầm ở trong này, hay thường thường mình thấy là hay bị đứt ngầm ấy. Còn những cái dây sạc mà của những hãng mà nó có tên tuổi ấy, đây như cái hãng của Anker này chẳng hạn, các bác có thể thấy không? Em cho gần lại một tí nhé. Đây. Cho gần tí cho các bác nhìn rõ hơn thôi. Đấy, ví dụ như cái dây mà chính hãng như này thì thường thường nó sử dụng rất lâu dài. Cái Anker này em sử dụng mấy năm nay rồi vẫn không vấn đề gì luôn. Đó, và những cái dây dạng dạng Type B như này này, cái thời gọi là cái đầu sạc Samsung ấy. Đấy, các bác có thể thấy là nó rất là cổ rồi. Thì thường thường ấy là cái này sau một thời gian cắm ấy nó sẽ bị lỏng. Một là nó cái chỗ phần này, cái phần đầu này nó sẽ bị lỏng ra, hoặc là cái phần chân của cái điện thoại ấy, như thế này này, nó sẽ bị mòn đi và nó cắm nó sẽ bị lỏng toẹt à. Đấy, nó lỏng và nó sẽ tiếp xúc không tốt thôi. Thì thường thường là có một cách đơn giản nhất là các bác bóp cái phần đây này. Các bác bóp cái phần cạnh băng này này, các bác bóp chỗ này này, bóp chỗ này vào một xíu để cho nó hẹp hơn ấy. Thì khi mà hẹp hơn ấy thì nó sẽ tiếp xúc cho tốt hơn. Đó, đây là cách tạm thời thôi. Còn đương nhiên nếu như mà nó bị bẩn ấy, dù là dây zin hay là dây ngon hay là dây lởm ấy, thì sau một thời gian ấy nó cũng sẽ bẩn hết thôi. Nó sẽ bẩn ở bên trong này này. Đó, thì bắt buộc mình sẽ phải vệ sinh nó. Đó. Thì trước tiên ấy, để phần vệ sinh điện thoại ấy, thì các bác trước tiên cứ tắt nguồn đi nhé. Điện thoại nào cũng thế thôi. Muốn vệ sinh thì phải tắt nguồn đi, không thì nó có thể gây chập cháy ở cái phần pin ấy, tại vì đây nó liên quan đến phần nguồn mà. Thì các bác tắt nguồn đi trước. Đó, để các bác có thể cái lỗ sạc của nó đây này. Đó, và các bác dùng cái RP7 này. Đấy, các bác dùng dùng RP7 này. Các bác xịt. Đấy. Các bác dùng RP7 này, các bác xịt vào cái phần lông bàn chải nhé. Đấy. Bác xịt vừa vừa thôi, không cần phải nhiều quá đâu. Nếu mà thấy nhiều quá thì các bác bỏ bớt nó đi. Đấy. Thì sau khi các bác xịt vào rồi ấy, thì các bác sẽ dùng cái bàn chải này. Các bác đánh sâu vào cái phần đây, tại vì em đang quay một mình nó khó hơi khó nhìn. Đấy, các bác đánh sâu vào cái phần lỗ sạc này này đấy. Đấy, các bác cứ đánh đi, tắt nguồn thì các bác đánh bình thường nhá, đánh được và để một lúc cho cái gì reset,
tại vì ở chỗ chân này, ở chân tiếp xúc này nó có cái chân đồng mà, và có thể là cả bẩn nữa, thì nó có thể là để một 50 phút để cho nó đánh tan được những cái đấy đi, và đặc biệt là dùng cái lông bàn chải cứng này, dạng cứng này này, để các bác đánh thì nó sẽ đi rất là nhanh đó. Và các bác muốn nó sau 50 phút ấy thì các bác dùng cái phần dùng cái tăm tre này này đó, tăm tre này, và bác lấy một ít giấy ăn quên, không phải giấy ăn, giấy vệ sinh các bạn. Đấy, các bác cuốn nó vào cái phần đầu tăm này này, cuốn càng nhỏ càng tốt nhé. Đấy, em đang làm ví dụ thôi nên nó không được chuẩn cho lắm đâu, tại vì cũng đang dùng một mình nữa. Thì các bác dùng cái giấy dạng này, các bác nhét vào cái chỗ phần mà mình vừa, sao này nét kém đấy nhỉ, rồi các bác nhét vào cái phần, các bác thông cảm nhé, cái máy này nó hơi kém đấy. Các bác nhét vào đây, mục đích của cái giãn này nó sẽ thấm cái nước nhanh hơn là việc mà các bác dùng tăm bông nhé. Các bác dùng tăm bông nó sẽ không nhét sâu vào được, và cái tăm bông ấy nó cũng không có thấm nước mấy. Đấy, các bác dùng cái loại giấy vệ sinh này nó sẽ thấm nước rất nhanh. Đấy, mục đích để làm khô nhanh thôi. Còn nếu như các bác nào mà có đồ chuyên nghiệp ấy, đây ví dụ như em, đây ví dụ như em có một cái bong bóng xịt khí đây này, ồ sao nó cứ đánh nghe kém quá đấy, thì các bác có thể là dùng cái bong bóng xịt khí này các bác xịt vào cũng được đấy. Nhưng mà việc dùng cái bong bóng xịt khí này ấy, là em thấy là đối với những cái máy nào mà có chống nước IP số 8 thôi nha, còn những cái máy mà không chống nước ấy, có thể các bác xịt vào ấy, nó sẽ vô tình là đưa cái phần nước ấy nó đưa vào bên trong ấy, đưa vào bên trong mên ấy thì cũng không tốt đâu. Thì tốt nhất các bác cứ dùng cái giấy vệ sinh này cho chắc ăn, vừa rẻ tiền và nó vừa hiệu quả nữa. Đấy, các bác cứ vo nó nhỏ nhỏ vào, các bác nhét vào bên trong ấy để cho nó thấm cái nước đi. Đây em đang dùng vừa quay phim vừa vừa làm nên em không không được chuẩn cho lắm đó. Thì bác cứ đây là mục đích để làm khô thôi nhé. Đấy, thì trên cái phần điện thoại thì vệ sinh chỉ có làm được như vậy thôi. Các bác dùng bàn chải này, các bác xịt RB7 vào và các bác đánh đó, đánh một lúc cho nó sạch hết những bụi bẩn bên trong. Đấy, nhớ là dùng RB7 nhé, đây là RB7 này đó. Rồi đấy là phần điện thoại thì xong rồi nhé. Thì còn tiếp theo ấy, đây đây là cái dây sạc đa năng ấy, thì nó có ba cái đầu như này này, thì các bác cứ lấy RB7 các bác xịt trực tiếp vào luôn. Đây là cái RB7 này, các bác xịt trực trực tiếp vào cái dây của nó luôn, không cần phải e ngại gì cả vì cái này nó không hỏng được đâu. Các bác cứ xịt thẳng vào đấy, thì hết vào đấy, các bác xịt một lúc, các bác xịt xong để nó cứ để đấy một khoảng 1 2 phút gì đấy để cho nó sạch, để cho nó thấm vào những cái ngóc ngách ấy mà đó. Sau khi 1 2 phút rồi, các bác cũng dùng bàn chải đấy, cũng dùng bàn chải nó thôi, dùng bàn chải các bác đánh đánh sạch nó đi. Cái dây iPhone ấy thì thường thường nó hay bị cháy ở cái chân số 4 này này, thì các bác có thể dùng cái vật dao chẳng hạn, cái vật nhọn nhọn ấy, thì các bác cà nó đi, cà cho nó sáng cái chân số 4 đi đấy. Còn tất cả những cái còn lại thì các bác cứ đánh thoải mái thôi, thì cái dây này nó không tiếp xúc với phần điện nào cả, nên các bác cứ dùng cái bàn chải này các bác đánh thoải mái luôn đó, các bác đánh thoải mái hết đấy. Và sau khi các bác đánh chán chê rồi ấy, thì các bác cũng cũng dùng cái giấy ăn này thôi, à quên, cái giấy vệ sinh này, các bác lau cho nó khô đi, sạch sẽ đi. Cái dây iPhone này thì lau dễ, nhưng mà cái dây Samsung hoặc cái dây Type-C này thì lau nó khó hơn. Thì các bác cũng dùng tăm thôi, các bác cứ dùng cái tăm như em nữa rồi. Còn này là cái phần cái dây tăm này, đấy thì các bác có thể là xé một xíu xíu thôi, một xíu cái đây, xé một xíu cái giấy vệ sinh ấy, các bác nhét nó hẳn bên trong như này này. Các bác chú ý là cái tăm ấy nó càng nhỏ càng tốt nhé,
Đấy, và các bác cuộn cái giấy này càng nhỏ càng tốt, có nghĩa là sao cho nhét nó vừa và nó càng sâu càng tốt đấy. Mục đích để là mà làm khô nhanh thôi. Còn các bác nào mà có cái phần xịt khí này thì xịt phát nó đi nhanh, nó đi rất là nhanh luôn và sạch sẽ luôn. Cái này thì em nghĩ là các bác có thể mua được trên Shopee rất là nhiều. Cái bình xịt khí này nó có khoảng 30-40 nghìn hay 25 nghìn thì phải đấy. Hồi đấy mua như 25 nghìn đấy thì nó không những xịt cho cái này mà xịt vệ sinh bàn phím này các thứ cũng rất là tiện lợi đấy, các bác nên mua cái này đó. Thì đấy là những cái cách rất đơn giản mà nhiều người có thể là không nghĩ tới hoặc là bỏ qua ấy. Nó rất đơn giản như thế thôi nhưng mà nhiều khi nó có tác dụng rất là lớn đấy. Hy vọng là sau khi các bác mà vệ sinh những cái chân sạc này, vệ sinh những cái chân sạc này hoặc là vệ sinh cái chấu cắm của điện thoại mà không được ấy, thì các bác mới tiến hành là thay chân sạc hoặc gì đấy nhá. Chứ còn thường thường những cái lỗi mà mất sạc nhanh hay là sạc chậm ấy, thường thường chỉ là do bẩn quá thôi. Đấy, các bác chú ý vệ sinh như cách của em làm là ok hết à. Nói chung là cái điện thoại hoặc là những cái đồ điện tử em dùng ấy, thì thường thường bị lỗi về sạc thì thường thường là do bẩn thôi. Đấy, hy vọng là sẽ giúp ích được các bác. Ok, chào các bác nhé.